Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh mua sắm AZ Shop. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một dòng sản phẩm dành cho chị em phụ nữ, đó là những chiếc áo khoác mang thương hiệu Vita Bella. Quý vị và các bạn thân mến, ở Việt Nam chúng ta thì có những mùa rất là rõ rệt, Hà Nội thì có những mùa rất là lạnh, còn Sài Gòn chúng ta thì nóng quanh năm. Chị em phụ nữ chúng ta thường không có thói quen bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da, nhưng lại có thói quen là trang bị cho chúng ta những chiếc áo khoác để bảo vệ làn da khi mùa nắng, cũng như là ở ngoài kia mùa lạnh thì chúng ta thường phải mặc những chiếc áo khoác để giữ ấm cho cơ thể, phải đúng không ạ? Đúng là như vậy. Và với một chiếc áo khoác Vita Bella ngày hôm nay thì để giúp cho chị em phụ nữ chúng ta để chắn nắng nè, và bên cạnh đó thì chúng ta giữ ấm cho cơ thể vào những lúc thời tiết se lạnh. Và thưa tất cả quý vị, với áo khoác Vita Bella ngày hôm nay có tới 5 màu sắc để cho chị em phụ nữ lựa chọn quý vị nha. Một bộ sản phẩm gồm 2 chiếc áo khoác, mình thích màu nào mình chọn màu đó. Ở đây quý vị cũng thấy nè, Phương Thúy thì đang mặc một chiếc áo màu xám, Thanh Trang thì mặc màu đỏ, và bên cạnh đó thì cũng có thêm đó chính là màu xanh cổ vịt, nhìn rất là lạ mắt, và bên cạnh đó thì cũng rất trẻ trung. Và ngoài ra còn có tới 2 màu tím, tím hoa cà và tím hồng nữa quý vị ơi. Rất là phù hợp với chị em phụ nữ có làn da ngăm cũng như là làn da trắng, hoặc là với những cái form dáng người khác nhau, cao một chút hoặc là thấp một chút, chúng ta cũng mặc chiếc áo này phù hợp luôn. Mức giá 690.000 đồng nhưng ngày hôm nay đặc biệt giảm 200.000 đồng và mức giá chỉ còn 490.000 đồng mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi đã dành cho quý vị và các bạn rất nhiều quà tặng, đó là một chiếc nhẫn kim cương nhân tạo như Phương Thúy đeo ở tay đây. Chiếc nhẫn kim cương này chúng ta có thể mang đi chơi hay đi dự tiệc rất là lấp lánh. Và một chai sữa tắm 175g Enchanter, một mùi hương vô cùng nồng nàn và quyến rũ, chắc chắn chị em phụ nữ chúng ta sẽ rất thích. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay điện thoại cho chúng tôi qua số tổng đài 0838 969898, hoặc truy cập vào website azshop.net.vn để tìm hiểu thêm thông tin và sản phẩm. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí. Bộ 2 áo khoác thời trang Vita Bella, tiêu điểm của thời trang ứng dụng, màu sắc phong phú phù hợp với mọi tông màu da của phụ nữ Á Châu. 3 kích thước chuẩn để bạn tùy ý lựa chọn M, L và XL, chất liệu mềm mại tuyệt hảo, giữ ấm mà không bị hơi, chống nắng mà không nóng nực. Kiểu dáng thời trang kết hợp được với nhiều loại phụ kiện trang phục, thích hợp với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, mọi vóc dáng. Tính ứng dụng cao giúp cho bạn thật thoải mái và tiện lợi mỗi khi bước ra đường. Bộ 2 áo khoác thời trang Vita Bella, thời trang và hơn thế nữa. Chọn bộ 2 chiếc áo khoác với một sắc kích thước tùy ý bạn lựa chọn, giá trên AZ Shop 690.000 đồng. Giảm ngay 200.000 đồng, chỉ còn 490.000 đồng. Quà tặng cực kỳ ưu đãi và giá trị chỉ có trong khung giờ đang phát sóng. Một chiếc nhẫn kim cương nhân tạo và một hộp sữa tắm Enchanter hương thơm nồng nàn quyến rũ 175g. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm rất đặc biệt trên AZ Shop quý vị nha. 490.000 đồng, chúng ta sở hữu tới 2 chiếc áo luôn quý vị ạ. Và ở đây có tới 5 màu sắc, và 5 màu sắc này chị em phụ nữ chúng ta thích màu nào chúng ta chọn màu đó, với 2 chiếc áo giá không thay đổi quý vị ạ, và vô cùng tiết kiệm luôn. Bình thường ở ngoài mà Thanh Trang đã mua một chiếc áo thì ít nhất cũng đã phải là hơn 300-400.000 đồng rồi, mà ngày hôm nay 2 chiếc áo với mức giá chỉ là 490.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Và đừng quên nha, quý vị chỉ cần nói cho chúng tôi biết là kích cỡ quý vị mặc size M, L hay là XL thì chúng tôi sẽ giao hàng đúng cho quý vị và cũng như là màu sắc quý vị yêu thích. Quý vị và các bạn thân mến, với rất nhiều màu sắc chúng ta có thể lựa chọn phù hợp cho mình cũng như cho người thân của mình. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay điện thoại cho chúng tôi để sở hữu bộ sản phẩm này nhé. Chị em phụ nữ của chúng ta rất là tình cảm nha. Mua một chiếc áo thì một chiếc áo còn lại có thể tặng người thân, hoặc bên cạnh đó với mức giá ngày hôm nay 490.000 đồng, chưa tới 500.000 đồng nữa thì nó quá tiết kiệm rồi và không thể rẻ hơn. Chính vì vậy chúng ta mua một bộ, chúng ta mua 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ cũng đều được luôn nha. Và thưa tất cả quý vị, đã nói là ngày hôm nay có tới 5 màu sắc cho quý vị lựa chọn. Ví dụ như Thanh Trang đang mặc một chiếc áo màu đỏ, da Thanh Trang thì ngăm, mặc một chiếc áo màu đỏ cũng phù hợp luôn. Và điều đó cũng có nghĩa rằng nếu như chị em phụ nữ nào da trắng thì quá tuyệt rồi, nhưng mà da ngăm thì sao, mặc một chiếc áo màu đỏ cũng rất phù hợp với trẻ trung, phù hợp với những chị em phụ nữ nội trợ ở trung niên cũng có nữa. Và ngoài ra một màu đỏ nổi bật, và màu đỏ thì mang lại sự may mắn, người ta hay nghĩ như thế, và chắc chắn may mắn thì chúng ta sẽ cảm thấy hứng khởi hơn trong một ngày làm việc cũng như là trong suốt cuộc sống của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy tinh thần của chúng ta phấn chấn và thoải mái. Và thưa tất cả quý vị, ngoài ra còn có một màu xanh cổ vịt như thế này nữa, có rất là nhiều màu xanh đúng không nào, nhưng ngày hôm nay chỉ có trên AZ Shop màu xanh cổ vịt, một màu sắc vô cùng bắt mắt, rất trẻ trung, lạ mắt như thế này, ai mặc cũng được và phù hợp với mọi loại da. Và như chúng tôi đã nói, với form áo ngày hôm nay phù hợp với mọi kích thước luôn.
Như Phương Thúy ngày hôm nay thì Phương Thúy dọn cho mình một giải pháp rất an toàn, đó là một chiếc áo màu xám. Chiếc áo màu xám này thì phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi. Ví dụ như là Phương Thúy này, hay là những người trung niên, hay những người cao tuổi cũng có thể mặc áo màu xám như thế này. Quý vị và các bạn nào thích màu tím thì đặc biệt chúng tôi có tận 2 tông màu tím, đó là màu tím hồng và màu tím hoa cà. Màu tím hồng thì dành cho những người da hơi ngăm một chút để tôn lên vẻ hồng hào của làn da. Còn màu tím hoa cà thì dành cho những người da trắng. Chị em phụ nữ chúng ta rất là quan tâm đến chất liệu khi chúng ta mặc lên người. Ánh nắng của Sài Gòn thì chắc chắn là rất là gay gắt và luôn luôn tạo cho chúng ta một cảm giác vô cùng khó chịu và bức bí. Thế thì với chất liệu một chiếc áo khoác thì phải như thế nào ạ? Thì phải mặc vào nó vô cùng thoáng mát, dễ chịu và điều đặc biệt là nó phải che được nắng nữa. Với những chiếc áo mà chúng ta mua ở ngoài á, không hay á, thì nó lại chất liệu rất là kém, vải rất là thưa, rất là mỏng, như vậy tia cực tím nó có thể chiếu thẳng trực tiếp vào da của chúng ta mà chúng ta không thấy. Vậy thì ngày hôm nay với chiếc áo khoác Vitabella, hiểu được nỗi lo lắng chung của chị em phụ nữ chúng ta, với chất liệu vải cô tông thoáng mát thấm hút mồ hôi, chúng ta mặc mùa nóng á, thì cũng được, thì chúng ta vẫn cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Nếu như chúng ta mặc vào những cái mùa lạnh thì nó sẽ giữ ấm cho cơ thể của chúng ta. Vậy thì sao, ngay thời điểm này nhấc máy và gọi điện thoại về cho tổng đài quen thuộc của chúng tôi quý vị nha. Và một điều đặc biệt với chiếc áo khoác Vitabella này, Thanh Trang đã mặc rồi, đã thử, đã trải nghiệm rồi, giặt bằng máy được luôn, chúng ta không lo bị xù lông quý vị ạ. Vậy thì sao ạ, một lần nữa nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài quen thuộc của chúng tôi đi nào. 490.000 đồng mà thôi, nếu như không phải trong khung giờ phát sóng hôm nay nha, 690.000 đồng quý vị ạ. Vậy thì sao, tiết kiệm đi, tiết kiệm 200.000 đồng, chúng ta chỉ cần bỏ ra 490.000 đồng, mức giá không thể rẻ hơn. Hai chiếc áo khoác với hai màu sắc quý vị lựa chọn. Quý vị và các bạn thân mến, còn rất nhiều quà tặng đang chờ đón quý vị, đó là một chiếc nhẫn kim cương nhân tạo rất là lấp lánh, chắc chắn chị em phụ nữ chúng ta sẽ rất thích, và một chai sữa tắm dưỡng thể Enchanter mùi hương nồng nàn, chị em phụ nữ chúng ta sẽ vô cùng thích thú với vụ quà tặng của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay điện thoại cho chúng tôi qua số tổng đài 0838969898 hoặc truy cập vào website azshop.net.vn để tìm hiểu thêm thông tin và sản phẩm. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí. Bộ hai áo khoác thời trang Vitabella, thời trang và tiện ích, móc sổ khoen ngón cái giúp bạn bảo vệ bàn tay và cánh tay khỏi thời tiết, khỏi sợ xô lệch khi cử động. Thiết kế nón niền phía sau giúp phần đầu của bạn luôn được giữ ấm khi trời lạnh, phần tóc chẳng sợ khô gãy khi trời nắng. Có túi bên trong may chắc chắn giúp bạn có thể đựng được những đồ vật tùy thân của phụ nữ mà không cần mang theo túi xách, bóp ví lỉnh kỉnh. Thiết kế thông minh có phần vải lót sau cổ áo giúp thấm hút mồ hôi khi nóng nực. Bộ hai áo khoác thời trang Vitabella, thời trang và hơn thế nữa. Chọn bộ hai chiếc áo khoác với một sắc kích thước tùy ý bạn lựa chọn. Giá trên AZSHOP 690.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, chỉ còn 490.000 đồng. Quà tặng cực kỳ ưu đãi và giá trị chỉ có trong khung giờ đang phát sóng. Một chiếc nhẫn kim cương nhân tạo và một hộp sữa tắm Enchanter hương thơm nồng nàn quyến rũ 175g. Chị em phụ nữ thân mến, rõ ràng là với những dòng sản phẩm thời trang trên AZShop bán rất là chạy, chị em phụ nữ chúng ta rất là yêu thích. Yêu thích không chỉ vì mức giá tiết kiệm mà bên cạnh đó còn về chất liệu của sản phẩm nữa. Và ngày hôm nay một dòng sản phẩm thời trang áo khoác Vitabella, một bộ sản phẩm gồm 2 chiếc, chị em phụ nữ của chúng ta không còn lo lắng và cũng không còn băn khoăn. Tại vì sao? Với chất liệu của những chiếc áo này, đó chính là những sợi cô tông mỏng. Tuy nhiên nó được đan dẹp và chính vì vậy nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là dễ chịu khi mà chúng ta mặc vào những cái mùa nóng và đặc biệt là giữ ấm vào những cái mùa lạnh. Và đặc biệt là chị em phụ nữ ở miền Bắc hay là ở Đà Lạt chẳng hạn, chúng ta yên tâm khi mà chúng ta mặc chiếc áo này. Thanh Trang cảm nhận được khi mà Thanh Trang cầm vào chiếc áo này nó rất là mát quý vị nha. Và bên cạnh đó khi mà chúng ta mặc, khi chúng ta đi làm chẳng hạn, chúng ta ngồi dưới mái lạnh, chúng ta khoác chiếc áo khoác Vitabella này hoàn toàn phù hợp luôn. Và như vậy một chiếc áo vừa thời trang vừa tiện dụng như thế thì không có lý do nào mà chị em phụ nữ chúng ta không mua. Và thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay là một sự trải nghiệm mới vì có tới 5 màu sắc quý vị ạ. 5 màu sắc, chị em phụ nữ chúng ta thích màu nào chúng ta cứ chọn màu đó đi ạ. Ngày hôm nay Thanh Trang kết hợp với một chiếc quần jean trông rất là năng động và trẻ trung. Còn Phương Thúy thì lại chọn cho mình một chiếc jean cũng rất là trẻ trung, có thể mặc đi chơi này, hay là chúng ta có thể đi dạo phố, đi làm, gặp đối tác đều được hết. Quý vị thân mến, rõ ràng với chiếc áo khoác này chúng ta có thể phối hợp với rất nhiều trang phục khác nhau. Và bên cạnh đó thì khi mà chị em phụ nữ chúng ta đi làm chẳng hạn, đôi khi mặc áo sơ mi hoặc là mặc chiếc quần tây, thì với chiếc áo khoác này không chỉ che nắng mà bên cạnh đó tạo chúng ta một cái phong cách và giúp cho chị em phụ nữ chúng ta cảm thấy tự tin hơn nữa. Và với cái màu sắc chúng ta yêu thích nữa thì còn gì bằng. Và bản thân Thanh Trang đúng như Phương Thúy nói, chọn một chiếc quần jean khỏe khoắn lắm, có thể đi đôi giày thể thao. Tuy nhiên
nhiên Thanh Trang thích giày cao gót. Chính vì vậy mà Thanh Trang cũng đã chọn đó chính là một đôi giày cao gót phối hợp với một cái bộ trang phục như thế này. Thanh Trang đi ra sân bay thì quá là tiện, chúng Thanh Trang đi gặp đối tác cũng cảm thấy mình tự tin hơn. Rõ ràng chị em phụ nữ của chúng ta yêu thích không chỉ màu sắc và bên cạnh đó là chất liệu thì rất là tốt rồi. Thì ngoài ra phải nói đến cái sự ứng dụng cao nữa và ứng dụng như thế nào vô cùng tiện lợi luôn quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, với những chiếc áo khoác thông thường thì chúng ta thường là không có nón, hoặc là nếu như có nón thì họ may rất là tiết kiệm vải, khiến cho cái vầng trán của chúng ta vẫn bị ánh nắng chiếu thẳng trực tiếp vào. Còn chiếc áo Vitabella này của chúng tôi ngày hôm nay thì quý vị các bạn thấy đây, đó rất là vừa vặn. Và che được phần trán của chúng ta khiến cho ánh nắng không thể nào mà chiếu thẳng được vào mặt chúng ta. Và còn mái tóc của chúng ta thì sao? Chị em phụ nữ chúng ta rất sợ tóc bị khô sơ khi ánh nắng cũng như là khói bụi trực tiếp chiếu vào. Và đây quý vị các bạn đã thấy che được hết phần tóc của chúng ta khiến cho khói bụi cũng như ánh nắng không thể nào mà xâm hại được vào tóc cũng như là trán của chúng ta được. Và quý vị và các bạn thân mến, còn phần cổ của chúng ta thì sao ạ? Chị em phụ nữ chúng ta rất là lo khi mà mặt chúng ta thì được bảo vệ rồi, chỉ cần đeo thêm một lớp khẩu trang nữa là ánh nắng sẽ không chiếu được vào khiến cho da của chúng ta bị sạm màu hay là bị xỉn đi. Vậy còn phần cổ của chúng ta thì có điều gì để bảo vệ ngoài chiếc áo Vitabella của chúng tôi ngày hôm nay? Chúng ta sẽ có một phần thiết kế đó là kéo chiếc khóa này lên. Đó, quý vị các bạn cũng đã thấy ánh nắng sẽ không trực tiếp chiếu được vào cổ của chúng ta được bảo vệ hoàn toàn phía trên này ạ. Và hoàn toàn đồng ý với Phương Thúy luôn, và bản thân Thanh Trang cũng thích chiếc áo này bởi những cái thiết kế khác nữa. Khi mà cái Thanh Trang kéo lên kéo xuống, cái dây áo kéo như thế này rất là trơn tru, rất là mượt luôn nha. Chúng ta cũng dễ dàng có thể thấy được bên trong chiếc áo khoác Vitabella này còn thiết kế thêm đó chính là một chiếc túi như thế này nữa, một chiếc túi rất là rộng luôn quý vị ạ. Chúng ta dễ dàng để được những cái vật dụng cá nhân của mình bên trong như thế này. Nếu như mà chúng ta đi ra ngoài đường mà chẳng hạn như không có những chiếc túi này thì chúng ta phải mở cốp xe để chúng ta lấy một chiếc điện thoại chẳng hạn, như thế thì rất là bất tiện. Nhưng ngày hôm nay có chiếc túi nhỏ như thế này, chúng ta chỉ cần dễ dàng lấy chiếc điện thoại của mình ra như thế này thôi, rất là an toàn luôn. Và với một cái kích thước rất là rộng như thế này quý vị nha, thì chúng ta dễ dàng có thể để được luôn cả một chiếc máy tính bảng nữa. Và đặc biệt là nhân viên văn phòng chẳng hạn, khi mà chị em phụ nữ chúng ta đi ra đường nhiều khi mang cái bóp hoặc cầm tiền trên tay thì cũng hơi bất tiện đúng không? Với chiếc túi này chúng ta chỉ cần để tiền vào bên trong và ăn xong chúng ta trả tiền là được rồi. Quá là đơn giản và vô cùng tiện lợi như thế nữa. Và thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay với chiếc áo khoác Vitabella này có thể che nắng hoặc giữ ấm cho cơ thể, và bên cạnh đó một cái thiết kế hoàn toàn đặc biệt nữa. Nếu như một chiếc áo khoác với một chiếc tay ngắn chẳng hạn thì chúng ta phải đeo thêm một chiếc bao tay như thế đúng không nào? Và vô cùng là thấy bất tiện và thấy khó khăn. Trời, thời tiết đã nóng được rồi mà cứ 2-3 lớp như thế rất là khó chịu. Ngày hôm nay với chiếc áo khoác này may thêm đó chính là 10cm cho cái phần cổ tay như thế này nữa. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể che được cái phần mu bàn tay quý vị ạ. Che được cái phần mu bàn tay khi chúng ta chạy xe như thế này, chúng ta không sợ ánh nắng trực tiếp chiếu vào tay làm hư hại làn da của chúng ta. Và ngoài ra thêm một thiết kế vô cùng tinh tế ở ngón cái đây thưa tất cả quý vị. Khi mà chúng ta mặc bình thường không có chiếc khoen tay áo này thì cũng rất là đẹp. Nhưng mà bên cạnh đó có khoen để làm gì? Chúng ta chạy xe, chúng ta cử động quý vị ạ. Áo hoàn toàn không xô lệch và vô cùng đẹp như thế này. Thời trang tiện lợi và bên cạnh đó mang tính ứng dụng cao nữa, phù hợp cho chị em phụ nữ chúng ta mặc vào để che nắng và bên cạnh đó giữ ấm vào mùa đông. Và thưa tất cả quý vị, mức giá ngày hôm nay thì vô cùng hấp dẫn quý vị nha. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với một chiếc áo vô cùng đẹp, hiện đại lại trẻ trung mà lại vô cùng tiện lợi, quý vị và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không điện thoại cho chúng tôi sở hữu bộ sản phẩm này với mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ 690.000 đồng và giảm ngay 200.000 đồng khi quý vị và các bạn đặt hàng, tức là chỉ còn 490.000 đồng với một bộ sản phẩm hai chiếc áo, và lại còn được tặng rất nhiều những quà tặng khác, ví dụ như là một chiếc nhẫn kim cương nhân tạo như Phương Thúy đang đeo đây và một chai sữa tắm dưỡng thể Enchanter. Vâng, thưa tất cả quý vị, thời gian đang dần trôi qua rồi và điều đó cũng có nghĩa rằng cơ hội của quý vị đang ngắn lại. Chỉ có 490.000 đồng chúng ta sở hữu hai chiếc áo. Hai chiếc áo không phải là một chiếc áo quý vị nha. Màu sắc quý vị có thể lựa chọn, mình thích màu nào mình chọn màu đó quý vị ạ. Có 5 màu sắc và có kích cỡ cho quý vị lựa chọn M, L hay là XL. Số điện thoại quen thuộc đang hiển thị trên màn hình 0838 969898, hoặc quý vị có thể truy cập vào website azsoft.net.vn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này cũng như những chương trình ưu đãi dành tặng cho tất cả quý vị. Bộ hai áo khoác thời trang Vitabella, tiêu điểm của thời trang ứng dụng, màu sắc phong phú phù hợp với mọi tông màu da của phụ nữ Á Châu. 3 kích thước chuẩn để bạn tùy ý lựa chọn M, L và XL. Chất liệu mềm mại, tuyệt thảo, giữ ấm mà không bị hơi, chống nắng mà không nóng nực. Kiểu dáng thời trang kết hợp được với nhiều loại phụ kiện trang phục, thích hợp với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, mọi vóc dáng. Tính ứng dụng cao giúp cho bạn thật thoải mái và tiện lợi mỗi khi bước ra đường.
Bộ hai áo khoác thời trang Vitabella, thời trang và tiện ích, móc sổ khoe ngón cái giúp bạn bảo vệ bàn tay và cánh tay khỏi thời tiết, khỏi sợ xô lệch khi cử động. Thiết kế nón liền phía sau giúp phần đầu của bạn luôn được giữ ấm khi trời lạnh, phần tóc chẳng sợ khô gãy khi trời nắng. Có túi bên trong may chắc chắn giúp bạn có thể đựng được những đồ vật tùy thân của phụ nữ mà không cần mang theo túi xách, bóp ví, lỉnh kính. Thiết kế thông minh có phần vải lót sau cổ áo giúp thấm hút mồ hôi khi nóng lực. Bộ hai áo khoác thời trang Vitabella, thời trang và hơn thế nữa. Chọn bộ hai chiếc áo khoác với một sắc kích thước tùy ý bạn lựa chọn. Giá trên AZ Shop 690 ngàn đồng. Giảm ngay 200 ngàn đồng chỉ còn 490 ngàn đồng. Quà tặng cực kỳ ưu đãi và giá trị chỉ có trong khung giờ đang phát sóng. Một chiếc nhẫn kim cương nhân tạo và một hộp sữa tắm Enchanter hương thơm nồng nàn quyến rũ 175 gram. Quý vị và các bạn thân mến, với bộ sản phẩm Vitabella của chúng tôi ngày hôm nay vô cùng đẹp, vô cùng thời trang như thế này, chúng ta có thể kết hợp được với rất nhiều những trang phục như là quần jean như Trang đang mặc đây, hay là những chiếc váy jean như Phương Thúy đang mặc. Chúng ta có thể kết hợp là đi chơi này, đi dự tiệc, hay là chúng ta có thể đi làm mặc thêm được những chiếc quần Âu nữa, cũng rất là tinh tế và sang trọng. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều màu sắc để cho chúng ta lựa chọn cho bản thân mình cũng như người thân của mình. Quý vị và các bạn hãy điện thoại cho chúng tôi để sở hữu cho bản thân mình cũng như người thân của mình những món quà này nhé. Vâng, thưa tất cả quý vị, điện thoại tổng đài viên của chúng tôi liên tục hy vọng nhận được những cuộc điện thoại của quý vị. Quý vị chỉ cần nói cho chúng tôi biết đó chính là quý vị mặc size gì, M, L hay là XL, kích cỡ nào, thì quý vị chỉ cần báo chính xác với tổng đài của chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi cho quý vị. Và như chúng tôi cũng đã chia sẻ, không chỉ thời trang mà bên cạnh đó chất liệu thì vô cùng tốt, cô tông vô cùng thoáng mát và thấm hút mồ hôi. Chúng ta mặc vào trời nắng cũng được, hay là ngay cả khi trời lạnh chúng ta mặc để giữ ấm cơ thể cũng được luôn. Và điều đặc biệt, chị em phụ nữ sau khi sinh rất cần để giữ ấm cho cơ thể của mình, cũng như khi đi ra ngoài cần phải che nắng, thì đây là một giải pháp vô cùng hợp lý và an toàn cho chị em phụ nữ chúng ta. Và thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay 490 ngàn đồng thôi, chúng ta sở hữu tới hai chiếc áo, màu sắc nào quý vị tự lựa chọn quý vị nha. Bản thân Thanh Trang rất là thích chiếc áo Vitabella, màu nào Thanh Trang cũng thích nhất, và ngày hôm nay thể hiện với quý vị màu đỏ. Màu đỏ mang lại sự may mắn cho tất cả quý vị cũng như là cho Thanh Trang đây, và tạo cho mình một cái niềm vui khấn khởi bắt đầu một ngày mới. Khi mà Thanh Trang đi ra ngoài đường, Thanh Trang không còn lo lắng cũng như không cần phải mang theo túi xách hay là mang theo nón. Tại vì sao? Tại vì chiếc áo khoác này đó đã tích hợp thêm, đó chính là một chiếc nón ở phía sau như thế này. Một chiếc nón quý vị nha, quý vị hãy cùng để ý này, một chiếc nón nó không quá nhỏ và nó cũng không quá rộng, nó đủ để che chắn cái phần trán của chúng ta. Và bên cạnh đó, ở cái phần phía trước với một cái phần vải nó che lên cái phần trán như thế này nữa, thì sao, chúng ta đeo một chiếc mắt kính, chúng ta đeo thêm một chiếc khẩu trang là đủ rồi. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng chỉ cần kéo cao chiếc áo này lên, có thêm một cái phần dư ở chiếc cổ của chúng ta, một phần vải này vô cùng quan trọng, che chắn đi được cái phần cổ của chúng ta để ánh nắng không chiếu trực tiếp vào phần cổ. Như vậy chúng ta không cần phải mang thêm một chiếc khẩu trang to, thật to để chúng ta cột lỉnh kỉnh nữa, đúng rồi. Và bên cạnh đó chúng ta chỉ cần mang thêm đó chính là một chiếc điện thoại, chúng ta bỏ vào chiếc túi như thế này. Những vật dụng cá nhân của chúng ta bỏ vào bên trong. Với chiếc túi như thế này vô cùng rộng rãi quý vị ạ, chúng ta để tất cả các vật dụng và chúng ta cảm thấy vô cùng an toàn. Bỏ đi tất cả những cái vật dụng không cần thiết, ví dụ như là khẩu trang hay là bao tay. Và vâng, với một mức giá vô cùng hấp dẫn là 490 ngàn đồng, chúng ta lại được một bộ sản phẩm, đó là hai chiếc áo, là một chiếc áo dành cho chúng ta và một chiếc áo chúng ta có thể tặng cho người thân của mình. Nhưng điều đặc biệt hơn là chị em phụ nữ chúng ta sẽ được tặng rất là nhiều những quà tặng hấp dẫn khác. Đó là một chiếc nhẫn kim cương nhân tạo như thế này đây, rất là lấp lánh, rất là đẹp. Quý vị các bạn có thể đi chơi hay đi dự tiệc cũng rất là sang trọng. Và còn một chai sữa tắm dưỡng thể Enchanter 175g, mùi hương vô cùng nồng nàn và quyến rũ, chắc chắn chị em phụ nữ chúng ta sẽ rất thích. Quý vị và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không điện thoại ngay cho chúng tôi qua số tổng đài 0838 969898, hoặc truy cập vào website azshop.net.vn để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm. Chúng tôi sẽ giao hàng hoàn toàn miễn phí và tận nơi cho quý vị các bạn. Hay chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí cho khách hàng trên khắp tất cả các tỉnh thành quý vị nha. Sở hữu ngay bộ hai chiếc áo khoác Vitabella, màu sắc quý vị lựa chọn, quý vị thích màu nào quý vị chọn màu đó, có kích cỡ M, L và XL quý vị ạ. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Thanh Trang và Phương Thúy rất hy vọng bộ sản phẩm này sẽ mang lại cho quý vị và các bạn một nét trẻ trung hơn, hiện đại hơn, và với một diện mạo mới, với những tiện ích vô cùng tuyệt vời. Đến đây thì chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.